Không biết là ở đây có ai giống như vợ chồng Hoa không? Cứ hôm nào mà lười ăn cơm thì cứ gọi cuốn mà làm tới thôi mọi người ạ. À. Bữa nay thì mời mọi người vào bếp làm món nem nội nướng cuốn đầu sống ăn kèm với mắm nem cùng với Hoa nhà Món này thì Hoa thấy nhiều người làm bằng thịt nạc xong rồi cho thêm mỡ sắt nhỏ. Như Hoa thì Hoa lại thích làm bằng thịt ba chỉ hơn vì bỏ vô máy xay một lần luôn cho tiện. Được cái là cái máy xay sim lớp mà Hoa đang dùng nó có bốn lưỡi dao nên là xay nhanh mà nhuyễn lắm. Hoa thích cái em này ở chỗ là phần cối được làm bằng thủy tinh nên là mình có thể nhìn thấy thực phẩm bên trong khi chế biến mà cọ rửa cũng dễ nữa. Máy này có công suất là 300W, dung tích là 1 lít 8. Đến đá mà em nó còn xay được thì các loại thực phẩm như là hoa quả, rau củ thì không có nhầm nhò gì đâu mọi người. Dùng đồ của nhà Simlot thì mọi người yên tâm là tất cả các sản phẩm đều được bảo hành một năm chỉ đổi không sửa. Tức là khi mà mọi người mua một sản phẩm mà bị lỗi do nhà sản xuất thì mọi người sẽ được đổi một sản phẩm mới hoàn toàn luôn. Nấu nướng mà trong nhà có cái máy xay như thế này tiện lắm, các chị em nội trợ tham khảo thứ nha. Cái món này cách làm đơn giản mà lại còn nhanh nữa, nên là mỗi lần làm thì hoa thường tranh thủ làm nhiều rồi bỏ vào tủ đông hôm nào bận thì chỉ cần lấy ra đã đông rồi cho vào nồi chiên không dầu nướng là có ăn liền pha thêm một chén mắm nem chuẩn bị thêm một ít rau củ quả sống cuốn cùng với bánh tráng bún nữa trời ơi ta nói nó ngon nhất cái nách luôn đó cả nhà ở trên kênh của hoa thì có rất là nhiều video làm về món cuốn rồi mọi người còn cái món cuốn nào lạ miệng thì gợi ý cho hoa với nha còn những ai mà đã món cuốn giống như vợ chồng hoa mà chưa thử qua cái món nem lụi nướng này thì nhất định phải làm thử để ăn nha